Món này được vừa tết rồi không? Ừ, được mụn rồi. Mì sơn mình đẹp, cái mì sơn Thái mịn. Cái ghế gì không? Nó ngược tay. Đổ cái ghế, đổ lại ghế. Đổ lại nha. Cái hương lấy từ từ nha, hết luôn. Trời ơi, cãi nhau rồi. Đừng nhúng một hai lần chi. Đã thôi, bây giờ nhúng nhúng nhúng. Chúng mày nó ăn rồi chưa. Môi bị son, cứ chấp này múc rồi chấp luôn đó. Nhiều vậy hả? Tôi lúc luôn nha mày. Có hơi sống hả? Bà con ơi. Cái gì vậy dám? Cãi. Ăn được không?